Sau một đêm chờ trời sáng dưới chân núi, cuộc hành trình lấy cỏ tiên của Hansen bắt đầu. Tôi nghĩ như thế này, tôi lên đó cột dây vào, nhưng tôi sẽ kéo ân nhân lên. Chứ ngày leo như thế này thì còn sức đâu mà chống chọi với con sư tử chín đầu trên đó, có phải không? Ừ, ông nói đúng đó. Ta rất biết ơn ông vì đã giúp ta. Ngài đừng nói như vậy. Tôi đưa ân nhân lên đến đây thôi. Tiếc rằng tôi không thể giúp thêm được gì cho ngài nữa. Sức của tôi không chống nổi với con thú trên đó. Ai? Đừng nói vậy. Ông giúp được ta như vậy là quá đủ rồi. Ta không muốn những người bạn thân thiết của ta gặp nguy hiểm gì hết. Chỉ mình ta là đủ rồi. Ân nhân, hãy cẩn thận. Chắc đó là cỏ tiên. Ta mau mau hái rồi đi xuống ngay, kẻo gặp con sư tử đó.